Lan thân mến, kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng, giờ miền Đông là 8:30 sáng. Đài Local Việt Face TV 57.2 mỗi tuần vào ngày thứ Ba lúc 5:30 sáng và đài Local 56.6 S Channel vào ngày thứ Ba và ngày thứ Năm lúc 9:00 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Mọi góp ý hay bảo trợ xin quý vị hãy gửi về cho chúng tôi với địa chỉ PO Box 2472 Garden Road, California 92842 và thưa quý vị hoặc là gọi về điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là một món ăn tinh thần mà gia đình bác ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình bác ái Phaolô được thành lập năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Năm nay là 2015, đã là 38 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng, San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ trẻ em tàn tật, cũng như là các trẻ em câm điếc, mù loà, bệnh nan y, ung bướu, bệnh nhân bị nhiễm HIV, người già neo đơn bệnh hoạn, người dân tộc thiểu số trên các buôn làng xa xôi hẻo lánh, còn có những bệnh nhân phong cùi sống rải rác. Xây nhà tình thương, mở lớp học, dạy nghề, đào giếng tìm nguồn nước sạch, giúp vốn cho những hoàn cảnh khó khăn, cứu sống thai nhi, tất cả hoàn toàn không phân biệt tôn giáo. Gia đình bác ái Phaolô thiết tha mong được sự đón nhận, tấm lòng vàng, bàn tay nhân ái của quý vị xoa dịu những mảnh đời lầm than bớt khổ đau. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về gia đình bác ái Phaolô, PO Box 2472 Garden Road, California 92842. Hoặc mọi chi tiết thắc mắc xin liên lạc về cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Số điện thoại là 714-230-9443. Xin ơn trên ban muôn vàng phúc lộc đến cho quý vị ngày hôm nay và mãi mãi. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Vâng, thưa quý vị, và đó là những lời chúng tôi nói đến gia đình bác ái Phaolô. Mong ước mong quý vị ở xa muốn gia nhập gia đình bác ái Phaolô, xin hãy gia nhập là hội viên của gia đình bác ái Phaolô để chúng ta có thể thực hiện được những cái chương trình mà trong suốt trên 38 năm qua gia đình bác ái Phaolô đã thực hiện để giúp đỡ cho những mảnh đời khốn khổ tại Việt Nam. Và nhân tiện đây thì xin được giới thiệu đến quý vị, quý vị đây cũng là một cái hình thức để mà quý vị có thể yểm trợ cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài được hàng tuần phát sóng trên đài Việt Face TV qua những mục thơ và nhạc công giáo. Xin quý vị hãy yểm trợ cho 3 DVD Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài để được thực hiện qua dạng DVD. Và đặc biệt số 3 kỳ này chúng tôi có luôn một cái CD kèm theo thể theo lời yêu cầu của quý khán thính giả. CD thì chúng ta có thể nghe được trong xe, còn DVD chúng ta xem ở nhà có hình. Như vậy là một cặp như vậy thì quý vị có thể gọi đến cho gia đình bác ái Phaolô qua cái địa chỉ và số phone đang hiện trên màn hình để yểm trợ cho chương trình này cho quý vị. Quý vị cũng có thể một cái DVD như thế này là tới 3 chương trình lần. Như vậy chúng ta đã có tập 1, tập 2 và tập 3. Như vậy chúng ta đã có 9 chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Và sắp tới rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục cho in ra những cái đĩa DVD và CD như thế này để gửi đến cho quý vị cùng yểm trợ cho chương trình được lâu bền nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, nhân tiện đây trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự hiện diện của cha Phaolô Trần Đức Hùng, là cha linh hướng của gia đình bác ái Phaolô và cũng là cha linh hướng của chương trình này. Chúng con chị Nguyễn Nguyệt xin kính chào cha Hùng ạ. Vâng, kính chào hai chị cũng như
Kính chào tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi trên đài Việt Face TV của chúng tôi. Mời chị Nguyễn. Kính chào cha, kính chào quý vị khán thính giả, chào Mỹ Lan. Vâng, thưa quý vị, cứ thỉnh thoảng thì quý vị thấy rằng là Mỹ Lan và chị Nguyễn Nguyễn đều xuất hiện trên màn hình để mà gửi đến quý vị chương trình này. Nhưng mà rất là đặc biệt, lâu lâu thì có cha Hùng đã dành thời gian quý báu đến đây để cùng chia sẻ về những cái lời thơ, những cái lời tâm tình dâng lên Chúa và đặc biệt là những bài thánh ca của chúng ta. Vâng, thưa chị Nguyễn, như vậy thì trong ngày hôm nay có sự hiện diện của cha Hùng, chị đã chọn một cái chương trình gồm có những mục thơ và nhạc công giáo nào để gửi đến cho quý khán giả của chúng ta, thưa chị? Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái tình yêu lạ kỳ của Chúa. Tình yêu lạ kỳ thì tại sao gọi là tình yêu lạ kỳ, xin mời chị. Kính thưa quý vị khán thính giả, món quà đẹp nhất, quý nhất Chúa ban cho trần gian để con người trao tặng cho nhau, đó là tình yêu. Mỗi người đi qua trong cuộc đời ít nhất cũng có một lần yêu, nhưng chưa ai giải thích được tình yêu là gì. Nói đến tình yêu của một Thiên Chúa đối với con người lại càng khó hiểu, không thể hiểu. Xin quý vị nghe câu chuyện Tình Yêu Lạ Kỳ. Vâng, kính mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi câu chuyện Tình Yêu Lạ Kỳ qua những vần thơ sau đây. Giê-xu xin hãy trả lời, vì sao Ngài phải đội dời xuống đây? Vua ngự trên 9 tầng mây, sao lại phải mang thây làm người? Trên trời hạnh phúc vui tươi, xuống thế để chịu chê cười làm chi? Trên trời Ngài đổ ân thi, xuống thế để phải sống chi khổ nghèo? Trên trời thần thánh tuân theo, vì sao xuống thế để đeo cực hình? Trên trời Ngài được tôn vinh, xuống thế nhục nhạ làm thính chịu đòn. Trên trời tình nghĩa sắc son, xuống thế để chịu cảnh con bán thầy. Trên trời hạnh phúc dư đầy, xuống thế để chịu đọa đầy xác thân. Trên trời thần thánh già vấn, nằm trong mảng cọ mẹ nâng ẵm bồng. Trên trời nhẹ tựa như bông, xuống thế mang nặng gái trông vào mình. Trên trời áo ràng bình minh, xuống thế để chịu đóng đinh trần truồng. Trên trời hạnh phúc lương lương, cớ sao xuống thế lo buồn vì ai? Trên trời phản dạy bảo sai, xuống thế chịu chết không ai cứu mình. Trên trời Ngài thật hiện vinh, xuống thế án tự đóng đinh nhục hình. Phải chăng Ngài muốn chứng minh, vì yêu nên phải giáng sinh đọa đầy? Tình yêu ôi đẹp lắm thay, yêu chi yêu đến mê say quên mình. Giê-xu ơi, đấng thần linh, con muốn được sống chứng minh yêu Ngài. Từ đây con quyết sửa sai, chọn con đường hẹp như Ngài đã đi. Yêu Ngài con phải thực thi, lời Ngài căn dặn khắc ghi trong lòng. Thương người mến Chúa song song, dọn nơi Chúa ngự chính trong tâm hồn. Nguyện không toan tính bồn chồn, thế gian khờ dại đổi khôn nước trời. Để nơi viên mãn tuyệt vời, con cùng với Chúa muôn đời có nhau. Thưa cha, cái bài thơ thật là ý nghĩa. Và con thấy hình như là chị Nguyễn á, so sánh quý vị vừa nghe những cái vần thơ. Lúc thì chị bảo rằng là trên trời thì Chúa hiển vinh như thế này, rồi Chúa phải xuống thế, Chúa phải chịu như thế này. Làm như là cứ mỗi một câu thơ là chị lại đưa ra một cái ví von như là đối ngược lại với nhau. Thưa cha, thì có cái bài thơ này thì cha có hiểu được là cái tâm tình của chị Nguyễn thế nào không thưa cha?
Vâng, thì tôi nghĩ bài thơ diễn tả, cố gắng để diễn tả cho chúng ta Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến thế nào. Ngài, mặc dù là Ngài Thiên Chúa rất là quyền năng ở trên thiên đàng, nhưng mà Ngài lại chấp nhận để xuống thế, để đồng hành với chúng ta, để chia sẻ tất cả những sự đau khổ của chúng ta và để luôn luôn gần gũi với chúng ta. Thì đó là cái tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, thưa chị Nguyễn, như vậy thì làm cho em qua cái bài thơ này, thì qua cái lời cha mới vừa giảng, thì chị có nghĩ rằng là Chúa đã quên đi Ngài là một Thiên Chúa trên trời, Ngài đã xuống thế để mà Ngài chịu những cái cực hình như thế. Thật vậy chăng rằng là gia đình bà Ái Phaolô trên suốt 38 năm qua cũng quên đi những cái sự mà mời gọi của thế gian không thưa cha? Những cái sự vui, ai mà không muốn mình sống cho vui, cho cá nhân của mình, mình có thể mình vui hưởng những cái vật chất trên cái cõi đời này. Nhưng mà tại sao mà gia đình bà Ái Phaolô trên suốt 38 năm qua, các anh chị hội viên gia nhập gia đình bà Ái Phaolô, điển hình là chị Nguyễn Nguyền, em được biết rằng là chị là một trong những 12 vị như là tiên khởi từ những ngày đầu của gia đình bà Ái Phaolô. Thì chị như vậy là phải chăng rằng là mình phải từ bỏ những gì mình đang có, mình nối bước, mình có phải chị muốn nhắc nhở mọi người là mình phải noi gương theo Chúa Giêsu, mình từ bỏ những cái gì mà nó mời gọi mình trên cái thế gian này để mình hy sinh, để mình đem cái tình yêu thương đến cho những người khốn khổ hơn mình không thưa chị? Chúa Giêsu cũng đổi nước trời để xuống thế gian, thì mình là con cái Chúa cũng đi theo con đường của Chúa. Mình đổi cái thế gian này mà đổi lấy nước trời, thì cái điều kiện đổi là mình phải trở thành người khờ dại của thế gian để mình làm kẻ khôn ngoan của nước trời. Hay quá, thành ra cho tôi quý vị hiểu được cái tâm tình của chị Uyển Nguyện qua những cái lời thơ, thì cũng nói lên cái tâm tình mà chị hiến dâng lên cho Chúa qua những lời thơ mà chúng ta vừa nghe. Như vậy thì cái bài thánh ca kế tiếp thì chị Nguyện đã soạn để mà có những cái ý nghĩa như cái bài thơ vừa qua là bài thánh ca gì thưa chị? Thưa Mỹ Lan, thưa quý vị khán thính giả, đã là kỳ thì làm sao mà hiểu thấu. Xin quý vị nghe Mai Nguyên Vũ giải bày phần nào qua bài thánh ca Chuyện Tình Emmanuel. Chuyện Tình Emmanuel. Wow, thưa quý vị, một cái bài thánh ca thật là dễ thương. Chúng ta hãy thưởng thức cái bài Chuyện Tình Emmanuel này nha quý vị. Cuộc tình
gây chấn động đất trời. Thiên Chúa yêu con người, hạ sinh xuống cõi đời. Chuyện tình Emmanuel rất là hay. Trong khi chúng ta tiếp tục cái bài thánh ca thứ hai trong chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, Mila xin gửi đến quý vị những thư sổ thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Quý vị nào mà muốn bảo trợ cho chương trình, xin hãy gửi thư về địa chỉ theo địa chỉ đang hiện trên màn hình, hoặc là điện thoại cho chúng tôi 714-230-9443 để chương trình của chúng ta tiếp tục ở trên chương trình phát sóng này nha quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị hãy hưởng ứng những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và chương trình được bảo trợ bởi Brooker Food and Ankle Clinic do bác sĩ Đặng Bình Trúc điều hành. Bác sĩ Đặng Bình Trúc chuyên điều trị liệu các bệnh về bàn chân, móng chân. Mời quý vị hãy đến với bác sĩ Đặng Bình Trúc với số điện thoại là 714-775-5373. Chương trình được bảo trợ bởi TN America Herb do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Số điện thoại là 714-531-2020, 714-531-2020 với những thuốc dược thảo giúp cho chúng ta sức khỏe vững vàng để ngăn ngừa cũng như điều trị những bệnh liên quan đến sức khỏe. Và nhà hàng Broda Restaurant, tòa lạc trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Road với những món ăn rất là đặc biệt, đặc biệt nhất là món nem nướng nha quý vị. Món nem nướng thật là đặc biệt, với số điện thoại là 714-530-1744, 714-530-1744.
Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Vĩ Già Restaurant, đặc biệt với các món ăn Huế. Quý vị nào thích ăn những món ăn Huế, hãy đến với Vĩ Già Restaurant với số điện thoại là 714-531-2905, 714-531-2905. Và nhà hàng Vân đặc biệt là bánh xèo, kính thưa quý vị, và chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai, vân vân. Hãy đến với nhà hàng Vân với số điện thoại 714-530-6858, 530-6858. Và chợ Tam Biên được bảo trợ bởi chợ Tam Biên. Chợ Tam Biên có đủ các đồ ăn fast food, heo, bò, gà, dê, vân vân. Và chợ Tam Biên gồm có hai địa điểm, một địa điểm trên đường Bonsa và một địa điểm trên đường Westminster, với số điện thoại là 714-548-4993, 548-4993. Và Hồng Hương với bánh cuốn nóng tráng tay, đặc biệt Hồng Hương với bánh cuốn tráng tay rất là nóng, ăn liền nha quý vị, với số điện thoại là 714-890-0805, 890-0805. Rất cảm ơn quý vị. Và đó là những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Nhân Lên ngày hôm nay. Mọi góp ý hay bảo trợ, xin quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi, Con Đường Tình Yêu Kính Nhân Lên ngày, qua PO Box 2472 Garden Road, California 92842, hoặc điện thoại 714-230-9443. Rất mong tất cả quý khán giả chúng ta cùng hãy gia nhập gia đình Bà F Follow để làm công chuyện từ thiện nha quý vị. Và bây giờ thưa chị Nguyễn, mời chị Nguyễn hãy giới thiệu bài thánh ca thứ gì mà chúng ta gửi đến cho quý khán giả của chúng ta thưa chị. Thưa quý vị khán thính giả, dầu cố công tìm tòi học hỏi, mãi mãi con người cũng không thể nào hiểu được một Thiên Chúa đã đến trần gian để yêu rồi lại đi. Xin quý vị theo dõi bước Ngài đã đi qua. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng thưởng thức bài thánh ca thứ nhì, Bước Ngài đã đi qua. Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đến, người bước tới, người đã đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh say mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh say men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra. Người đi qua trong cuộc sống, đã có một lần người đi qua trên nẻo đường,
Đã có một lần, đã có một lần, người sống chết trên trần gian thật làm người. Hỡi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy, trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương, người đã đến kiếp quê hương. Thế có lần nào bạn mong nghe bước người đến? Thế có lần nào bạn mong xem hình dáng người? Thế có lần nào, thế có lần nào, ngàn năm qua vẫn ngàn năm, người đã đến nhưng người phải ra đi. Người đã đến nhưng người, người phải ra đi. Được gửi đến quý vị bài thánh ca thứ nhì trong chương trình ngày hôm nay, thật là hay, thật là ý nghĩa, phải không quý vị? Và bây giờ chúng ta đã không còn thời gian nữa, chúng ta phải chia tay rồi. Trước khi chia tay, con xin kính mời cha Phaolô Trần Đức Hùng, cha linh hướng của chúng con, gửi lời nguyện cuối giờ. Lạy Thiên Chúa tình yêu, trần gian không có ngôn từ nào cho chúng con diễn tả được tình yêu cao vời của Chúa. Chúng con chỉ biết xin Chúa cho chúng con phải sống thế nào để khi giã từ cõi đời này, chúng con được gặp Chúa và cùng với Chúa muôn đời có nhau. Amen. Amen. Xin cảm ơn cha. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng với cha linh hướng của chúng con, đó là cha Phaolô Trần Đức Hùng. Cảm ơn chị Nguyễn Nguyên đã biên soạn chương trình, và cũng Mila cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình này trong suốt hơn một năm qua. Và bây giờ chúng ta chia tay, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau nhé. Xin thân ái kính chào quý vị.